Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. mình là Thành, mình là Minh của Điện Việt Nam. Hiện tại thì anh em đang uh, tiến hành chuẩn bị cho công tác test relay. Relay này là relay vip của Slider trong cái tủ RMU của Slider. Ở đây anh em đang tiến hành uh, quấn với cái dòng relay này thì chúng ta sẽ phải bơm nhất thứ, Đấy, bơm nhất thứ. Tiện thể mà trong cái công tác thử nghiệm delay thì mình cũng chia sẻ với anh em một chút có nhiều anh em gọi điện với nhắn tin về điện việt nam hỏi mình rất nhiều các vấn đề liên quan đến delay rồi là cách thử nghiệm delay ra làm sao ngày hôm nay hiện tại đây ở đây là anh em đang tiến hành quấn ct cái việc này mình cũng giải thích luôn cho mọi người Quấn như này thì để chúng ta bơm Chúng ta bơm mà mọi người biết rồi là Khi mà chúng ta bơm Mà số vòng dây nó lớn lên Thì rõ ràng là, là chúng ta muốn bơm một cái, điện, một cái dòng điện nhỏ Mà qua nhiều lần vòng dây như vậy thì nó là gì Nó sẽ nhân bội Cái dòng điện nhất thứ lên đây mình lấy chỉ lấy ví dụ như mình bơm vào 1A nhưng mình quấn 5 vòng thì vậy rằng là nó sẽ gì? 5A. Đấy, 5 x 1. Ví dụ mình quấn 10 vòng thì nó sẽ là 10A đấy. Ví dụ thiết bị của tác động của chúng ta là 50A nhất thứ là tác động chẳng hạn. Thì mình sẽ bơm gì? Bơm 5A quấn CT 10 vòng. Đấy, nó nhân lên thì mình ở sơ bộ một chút anh em nào mà muốn hiểu chi tiết thêm thì có thể liên hệ với điện Việt Nam anh em sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ có điều rằng là uh, mình cũng khá là bận nhưng mọi người thấy là mình cũng tham gia trực tiếp ngoài công trường như thế này cùng anh em thực hiện ngoài công trường như thế này nên là mình cũng khá là bận nên là anh em có vấn đề gì hỏi thì anh em gọi điện trực tiếp hỏi nhắn tin thì nhiều khi lúc rảnh mình mới có thể check được mà nhiều khi là anh em cần gấp thì nhắn tin mình không trả lời kịp thì dành ra là anh em lại không thích thì cũng mong anh em thông cảm nhé đối với cái việc mà thử nghiệm delay này ấy, thì mọi người phải chuẩn bị cho mình đầu tiên là cái kiến thức đúng không cái kiến thức cái thứ hai là chúng ta sẽ phải còn chuẩn bị thiết bị cái thứ ba là chúng ta sẽ phải cần cái tài liệu đúng không ta làm mà không có tài liệu là ta không biết thử như thế nào đúng không ta phải có tài liệu những ai mà đã làm quen rồi thì không cần tài liệu cũng được còn những ai mà mới thì vẫn cần tài liệu nhiều khi cái tài liệu nó khá là dày đấy mấy trăm trang cơ đối với cái kiến thức thì mọi người tập trung vào cho mình đó là những cái nguyên lý của những cái bảo vệ sau đó là chúng ta sẽ chuẩn bị đến cái phần thiết bị thiết bị thì ở đây nó là một dạng công nghệ nên là chắc chắn chúng ta sẽ phải sử dụng máy tính và sẽ phải cài đặt phần mềm giao diện tương thích với relay cái phần mềm giao diện tương thích với relay đó là từng hãng một hãng abb, slider nó đều có cái uh, phần mềm kết nối và từng chủng loại relay một sẽ lại có những cái phần mềm ngày xưa thì là uh, mỗi dòng relay nó sẽ có một cái loại phần mềm nhưng ngày nay thì công nghệ nó, nó nó hiện đại hơn rồi thì chúng ta sẽ có một cái phần mềm tích hợp và chúng ta sẽ sử dụng cho nhiều loại relay và sắp tới hướng tới tương lai đó là gì chúng ta sẽ sử dụng chỉ một phần mềm cho một hãng thôi và có thể gì dùng được cho các loại relay không như ngày xưa ngày xưa thì mỗi relay lại một cái phần mềm trong lại mỗi phần mềm lại có, lại có một cái dây kết nối chân cổng kết nối riêng ngày nay nó nó quy hết dần về một một chuẩn một chuẩn kết nối và nó sẽ quy dần về một cái cái, cái cái phần mềm thì đó là cái chuyện của tương lai ở đây mình muốn chia sẻ với mọi người đó là về cái cái câu chuyện của hiện tại ngoài cái phần mềm máy tính kết nối ra chúng ta sẽ phải có cái cái bộ thử delay đúng không bộ thử để chúng ta bơm dòng áp đúng không đó bộ thử rồi thì như vừa mình nói đấy chúng ta sẽ phải có dây kết nối giữa máy tính Đấy, giữa máy tính với với relay và giữa gì giữa máy tính với bộ, bộ thử Đúng không? chúng ta kết nối máy tính giữa relay để gì để chúng ta giao tiếp với relay thế còn chúng ta kết nối giữa máy tính với bộ thử để chúng ta giao tiếp với bộ thử hoặc là cũng có những trường hợp là bộ thử đó không cần phải kết nối máy tính mà cái bộ thử đó gì sử dụng trực tiếp luôn đó cũng được Đúng không? thiết bị về bộ thử delay thì ví dụ CMC 256 hoặc CMC 356 của Micron hoặc là Polovo đấy, hoặc là Specker một pha rất nhiều các thiết bị đúng không Rồi có những cái thiết bị mà nó là hợp bộ luôn hợp bộ thí nghiệm nhị thứ luôn tất cả những cái thiết bị mà thí nghiệm đều được kiểm định nhé đều được kiểm định và được dán tem kiểm định hết nên anh em ra ngoài công trường là chắc chắn sẽ phải kiểm tra cái đó. Ngoài ra, ngoài ra thì nếu mà anh em nhị thứ thì sẽ phải chuẩn bị thêm đó là gì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái phụ kiện kết nối. Phụ kiện kết nối ở đây mình lấy ví dụ giống như là gì cái tab block. Đấy, cái cái, 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 cái tab block của slider chẳng hạn. Đấy, rồi là những cái tab block của gì LS Mỗi cái nó sẽ có chủng loại khác, kiểu dáng khác. Rồi tép block của GE, đúng không? Mỗi hãng nó lại có một cái cái kiểu tép block khác nhau. Như rồi, chúng ta sẽ phải uh, chuẩn bị thêm cả dây nối đất nữa. Mọi người nhớ chú ý cái vấn vấn đề dây nối đất rất an toàn, rất rất, rất quan trọng nhé. Rồi anh em chuẩn bị cho mình cả cái đồng hồ vạn năng. Mega ôm cần thiết quay cách điện đồng hồ vạn năng, đúng không? chủ yếu là chúng ta sẽ phải cần đồng hồ vạn năng và chúng ta chú ý hãy kiếm cho mình cái đồng hồ vạn năng mà nó gì nó có kẹp được cả dòng. để làm gì cái này rất hữu ích trong cái việc mà chúng ta gì, chúng ta kiểm tra xem cái lượng dòng chúng ta bơm ra có đủ hay không. nhiều khi là vấn đề nó nằm ở bộ thử chứ không phải vấn đề nằm ở dơ le. đấy, cái đó là cái mà anh em cần phải chú ý. Nhiều khi anh em bảo là ờ ừ, đấy bởi em bơm nên bơm đo lường không đúng anh ơi nhưng mà thực tế là cái bộ thử của chúng ta bơm đâu có chuẩn đâu, đúng không? Bộ thử của ta bơm không thử dẫn tới gì? Dẫn tới hiển thị trên delay nó không chuẩn là đúng rồi. Đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ phải uh, chuẩn bị một ít tài liệu. Tài liệu ở đây thì đối với những anh em mới thì chúng ta lên có cái tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành delay cái tiếng Anh nó là instruction manual đấy. ta có ta tìm ta đọc nó theo từng cái hãng từng những cái loại chủng loại relay nó sẽ có những cái đó những cái đấy là public phần mềm thì phần mềm thì có thể nhé phần mềm có một vài hãng thì không public đấy nhưng nhưng mà đa phần là chúng ta đều đều được sử dụng những cái phần mềm mà free public ngày xưa có những phần mềm mà muốn muốn giao tiếp được với delay đấy là chúng ta phải mua phần mềm mình không tiện kể tên đây anh em những anh em nào đi làm nhiều anh em gặp nhiều thì anh em sẽ thấy những cái cái, cái loại relay của thời xưa thời nay thì đa phần là chúng ta sẽ gì sẽ có cái phần mềm đào trực tiếp từ hãng Và một cái điều lưu ý nữa cho mình muốn chia sẻ với mọi người đó là khi mà anh em download tài liệu rồi anh em download cái phần mềm ta cố gắng tìm đến trang chủ của cái cái hãng chúng ta cần đào và chúng ta đào về để tránh cái trường hợp chúng ta đào từ bên thứ ba về không biết là nó sẽ cài cái cái những cái gì vào trong cái phần mềm đó hoặc chúng ta không biết được là nó sẽ gì nó sẽ gắn những cái virus vào đó dẫn tới chúng ta tải về máy nó sẽ làm cho máy của chúng ta bị nhiễm virus đấy một cái điều mà mình lưu ý cho anh em Ngoài ra thì nếu mà anh em cần nữa Thì anh em cũng phải cần có cái tài liệu hướng dẫn Sử dụng cái bộ thử của chúng ta Đúng không? Nhiều anh em đi làm mà cũng chưa sử dụng thành thạo cái bộ thử của chúng ta Rõ ràng là cái, cái bộ thử của chúng ta mà chưa thành thạo thì Cái việc mà thử nghiệm relay của chúng ta sẽ rất là khó khăn rồi Rồi là chúng ta sẽ phải có cái hướng dẫn sử dụng cái phần mềm cài đặt relay hướng dẫn cài đặt và vận hành relay rồi chúng ta phải có hướng dẫn và phần mềm ta sử dụng cái phần mềm để chúng ta gì giao tiếp với delay được thì chúng ta phải có cách để chúng ta gì biết được sử dụng cái phần mềm đó rồi là một điều nữa mà mình muốn muốn chia sẻ với mọi người đó là cái gì chúng ta đi làm thì thì đối với những công trình mà mà định kỳ thì chúng ta uh, có thể nhé mình nói là có thể chúng ta không cần phiếu chỉnh định được nếu có phiếu trình định thì càng tốt, bởi vì những công trình định kỳ là những công trình mà gì số liệu đã được cài đặt vào rồi, đấy cùng lắm là chúng ta có thể gì chúng ta có thể thay đổi một vài cài đặt mà nhà máy họ yêu cầu, nhưng mà nó sẽ phải theo phiếu trình định và hai nữa rằng là chúng ta có phiếu trình định để gì chúng ta có phiếu trình định để chúng ta soát lại những cài đặt nhưng mà cái này thì xác suất nó cũng nhỏ thôi nhưng mà gì mình đã gặp cái trường hợp đó rồi, Đúng không? đã gặp cái trường hợp là gì mà làm định kỳ nhưng mà cái gì cái, cái 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 giá trị cài đặt trên delay nó lại không đúng với với giá trị hiển thị trên phiếu đó chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta đi làm định kỳ thì, cái số liệu ở trong relay nó mặc nhiên là, là số liệu của 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 phiếu trình định nhưng nhiều khi nó không không phải nên cái lời khuyên của mình dành cho mọi người đó là khi mà mọi người đi làm định kỳ thì làm và thể hiện biên bản trên con số thực tế nhiều khi nó cái nó, cái con số đó nó sẽ sai khác với cái phiếu chỉ định của chúng ta nên đừng có quá phụ thuộc vào phiếu chỉ định đối với những công trình định kỳ thế còn đối với những công trình mà mà làm mới thì chắc chắn và bắt buộc phải có phiếu chỉ định Đúng không? chắc chắn cái này thì sẽ do trung tâm điều độ hệ thống điện ban hành đó. ngoài ra chúng ta sẽ phải có cái sơ đồ sơ đồ một sợi của trạm để chúng ta gì sơ đồ một sợi hoặc sơ đồ phương thức cái đó là cái cực kỳ quan trọng sơ đồ một sợi chúng ta nắm được cái nguyên lý của sơ đồ phương thức chúng ta nắm được cái nguyên lý và chúng ta rà soát lại các bậc bảo vệ đúng không rà soát lại các bảo vệ thì đấy là mình chia sẻ với mọi người về những cái thiết bị về những cái tài liệu về những cái kiến thức của một người làm về relay Đấy, làm về cái công tác là thí nghiệm, thí nghiệm relay. Ngoài ra chúng ta chuẩn bị rồi cái những cái gọi là những cái phương tiện như vậy rồi thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho chính bản thân chúng ta những cái kỹ sư thí nghiệm điện, những cái kỹ sư thí nghiệm điện chúng ta sẽ phải được huấn luyện, kiểm tra và đánh giá. Đầu tiên đó là cái cái việc an toàn điện đã, Đấy, cái việc an toàn điện đó. cái thứ hai là chúng ta sẽ phải được trang bị những cái kiến thức về những cái nguyên lý bảo vệ cái thứ ba nữa là chúng ta gì chúng ta sẽ phải đọc và hiểu rõ nội dung khi trong cái phiếu chỉnh định đó nếu chúng ta không hiểu rõ là dẫn tới là chúng ta sẽ gì sẽ giao tiếp với delay và chúng ta sẽ cài đặt cho delay nó sai cái phiếu đó cái này là rất nguy hiểm ngoài ra thì chúng ta sẽ phải đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng relay này nắm vững các cái thao tác về giao diện delay Đúng không? có kiến thức chuyên môn Đấy, rồi là nắm vững những cái quy trình sử dụng bộ thử quy trình thí nghiệm delay nếu mà trong cái quá trình mà chúng ta thí nghiệm mà chúng ta sử dụng máy tính có những relay là chúng ta sử dụng máy tính được có những relay là gì chúng ta chỉ giao tiếp được Bằng cái màn hình. Trên cái máy tính. Trên cái relay đó thôi. Thì chúng ta cũng sẽ phải sử dụng thành thạo máy tính. Và sử dụng thành tạo cái phần mềm mà gì. Dùng để kết nối máy tính với relay. Đấy. Ngoài ra chúng ta làm về thí nghiệm delay Thì chúng ta cũng sẽ phải chuẩn bị đầy đủ các cái vật tư. Như là cái tô vít là cái quan trọng. Hoặc là cái đồng hồ vạn năng. Ampere kìm. Kẹp loại nhỏ thôi chúng ta mua cái loại nhỏ nhỏ thôi cầm cho nó nhỏ gọn. Đấy. Tô vít đặc biệt là tô vít chúng ta sẽ có nhiều loại. Chúng ta làm về dây lây nhị thứ mà chúng ta phải vặn hàng kẹp đúng không? Là phải đấu nối vặn hàng kẹp. Ta không thể sử dụng nó nó khác loại được sử dụng khác loại đi là cái chân nó sẽ bị lệch đi, nó sẽ dẫn tới nó hỏng ngay. khi mà chúng ta đến cái bước mà chúng ta cấu hình delay ấy thì mọi người chú ý cho mình đó là chúng ta tiến hành cài đặt theo cái thông số của phiếu chỉ định đối với những công trình mới và đối với những công trình định kỳ chúng ta ra soát lại theo phiếu chỉ định có thay đổi gì đó thì chúng ta gì ta báo ngay Đấy, báo ngay cho cái đơn vị mà 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 quản lý trực tiếp hoặc là chúng ta trao đổi ngoài ra cũng sẽ cũng có những cái cái trường hợp là là chúng ta sẽ phải tư vấn lại cho khách hàng về những cái thông số cài đặt thì đấy là một trong những cái vấn đề gọi là nó mới gọi là cơ bản những cái vấn đề cơ bản rất là cơ bản rất là basic luôn nên là để mà chúng ta nắm được cái vấn đề nó chuyên sâu hơn thì chúng ta sẽ phải làm tốt từ những cái cơ bản nhất. Cái cấu hình của relay thì về bản chất đọc là cấu hình relay nó 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 làm cho những cái bạn mà mới mới đi làm thí nghiệm relay ấy cảm thấy sợ Chứ còn thực chất là chúng ta cái công việc đó nó đơn giản chúng ta hiểu như việc là chúng ta gì chúng ta giao tiếp với nó chúng ta gì chúng ta chỉ cho nó thực tế là cái này là chúng ta chỉ cho nó chứ không phải nó chỉ cho mình cái việc mà mình giao tiếp với Linh này và mình đặt cho nó những cái giá trị bảo vệ ấy, mình đặt cho nó những cái giá trị bảo vệ đó là gì? Mình đang chỉ cho nó. Hoặc là mình sẽ cài đặt những cái in out. Đấy, cài đặt những cái out của relay ra thì thực chất là mình đang mình mình thì đang đang hướng dẫn cho cái con relay ấy. Mình đang chỉ cho con relay mà muốn chỉ cho nó được thì gì mình phải hiểu nó. Thứ nhất là mình phải hiểu cái ngôn ngữ của nó đã, đúng không? Mình phải hiểu cái ngôn ngữ của nó thì mình nói nó nó mới hiểu được và hiểu cái ngôn ngữ đấy thì nó thông qua cái gì thông qua họ có cái phần mềm rồi đấy, phần mềm kết nối giữa máy tính và relay hoặc là thông qua cái từ ngữ ngôn ngữ ở hiện tại trên relay nó nó chỉ đơn giản là chúng ta hiểu ngôn ngữ của nó và chúng ta sai bảo được nó mấy cái phần mà in out những cái cổng in out cổng led này rồi là cái uh, dữ liệu dữ liệu relay này rồi là những cái, cái phần mà chúng ta khi mà phần cơ bản nhất là chúng ta sẽ phải xem được các, các cái giá trị cài đặt trên relay các cái thông số khai báo trên relay này. và một điều nữa là anh em lên lưu ý cho mình đó là chúng ta sẽ xem được cái, cái sự cố ở trong cái file uh, uh, recorder ấy. Chúng ta sẽ tìm được những cái sự cố những cái vấn đề nó ghi lại trên delay hoặc là chúng ta vào những phần uh, history rồi tìm nó tùy từng loại những cái này mình nói chung chung thôi chứ còn Relay nó nhiều loại lắm Trên thị trường nó có tỷ tỷ loại relay Tàu có, Trung Quốc có, Nga có Rồi là, là, là Ấn Độ có Nói chung là rất nhiều Rất nhiều những cái loại Relay Ở Việt Nam này thì mình đã Thì mọi người thấy rằng nó, nó Có một vài những cái loại hãng phổ biến Nhưng mà thỉnh thoảng Chúng ta cũng vẫn sẽ gặp những cái hãng rất là lạ Lạ hoắc Relay Trung Quốc toàn tiếng tàu nhưng mà bằng cái ngôn ngữ kỹ thuật chúng ta vẫn có thể giao tiếp được với những loại relay đó có những loại relay nó chỉ là tiếng tàu bởi vì thực chất nó là gì relay đấy của tàu nó sản xuất ra rõ ràng nó sẽ sản xuất một ngôn ngữ tàu nhưng mà bên mình tham rẻ cứ mua đồ tàu về dùng Đúng không? tham rẻ cứ mua đồ tàu về dùng thì thì chúng ta sẽ lại thấy rằng là nó sẽ có một cái bài toán đó là chúng ta sẽ phải cài đặt và làm sao để chúng ta hiểu được cái ngôn ngữ của nó chúng ta cài nó sẽ dẫn tới cái việc bất đồng ngôn ngữ và cái vấn đề là là cái 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 ông mà làm chỉnh định relay cái ông làm phiếu chỉnh định delay ấy. là cái ông ấy phải hiểu rất rõ về relay thì mới viết được ra cái phiếu đấy ngoài cái phiếu đấy thì nó sẽ dựa theo cái sơ đồ thực tế cái phụ tải thực tế rồi nhưng mà nó sẽ gì nó phải hiểu cái relay con ly đấy thì người ta mới gì mới viết đề bài được đấy. công việc của người thí nghiệm nó là gì cài đặt theo đúng những gì mong muốn và thử xem là nó có đúng tác động đúng theo cái cài đặt của mình không tức là sau khi mà mình đã gì mình đã dạy nó rồi thì thì mình thử nó xem là nó đã học được chưa cái mục đích chính là như vậy kiểu là mình cứ nói sơ sơ cho anh em dễ hiểu ok thì đấy là cái chia sẻ của mình một chút về công tác mà thí nghiệm relay nếu mà anh em cảm thấy cái chia sẻ của mình bổ ích thì đừng quên like share và subscribe để ủng hộ kênh youtube của hội địa việt nam mong rằng là kênh youtube của hội việt nam sẽ ngày càng phát triển hơn và mọi người đăng ký nhiều hơn thì cũng sẽ là cái động lực để anh em admin chia sẻ với mọi người nhiều hơn lan tỏa nhiều những cái kiến thức hay hơn ok bye bye mọi người nha chúc mọi người ngủ ngon nếu bạn thấy video bổ ích hãy like và chia sẻ cho mọi người Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.